Thưa quý vị, phải bố trí nền tái định cư trước khi thu hồi đất của các hộ bị ảnh hưởng là tinh thần của nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Cần Thơ đang thực hiện rất nhiều công trình dự án, đặc biệt đang và sắp triển khai nhiều đường cao tốc đi qua. Vì lẽ đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhận thấy việc chuẩn bị các khu tái định cư là việc cấp bách, cần thiết phải làm ngay. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã có ý kiến chỉ đạo trên cơ sở đề xuất các quận huyện về việc xây dựng khu tái định cư. Nếu xét thấy khu nào mở rộng ra, dễ làm, tính khả thi cao thì cho triển khai ngay. Đối với các khu đầu tư mới thì không làm nhỏ lẻ mà phải trên 100 hectare. Với diện tích như vậy, các khu tái định cư sẽ được xem như một đô thị mới, có đầy đủ công năng về hạ tầng kỹ thuật, trụ sở hành chính, có hạ tầng xã hội về y tế, giáo dục, khu vui chơi giải trí, công viên, vân vân. Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy lần này là cho triển khai thêm 5 khu tái định cư. 5 khu tái định cư với quy mô là lớn. Đấy, có khu là quy mô là hơn 100 hectare. Đấy, để chi? Để như thế thì mới có đủ các cái điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Người dân như đây sinh sống và có thể sinh hoạt làm ăn phát triển kinh tế như là khu dân cư bình thường, chứ không phải chỉ vô đây để ở không. Trong quy hoạch chung của Cần Thơ đến năm 2050, Sở Xây dựng thành phố đã đề xuất vị trí quy mô quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho 16 vị trí, bao gồm 11 vị trí có quy mô nhỏ đã được thông qua và 5 vị trí có quy mô lớn đang xem xét với tổng diện tích khoảng 1.149 ha, tương đương khoảng 26.345 nền. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 bố trí khoảng 14.504 nền, còn lại 11.841 nền dự trù cho các dự án sau khi quy hoạch chung thành phố được duyệt. Sẽ có nhiều phương án khác nhau để cho người dân được quyền lựa chọn phương án nào mà người dân cảm thấy là nó phù hợp với điều kiện để người dân là ủng hộ với các cái chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư, ủng hộ dự án. Đấy thì chúng tôi cũng sẽ cho áp dụng nhiều cái phương án về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trong thời gian tới. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, luật đất đai quy định khi thu hồi đất đầu tiên phải thực hiện đổi đất, tiếp đến mới bồi thường, hỗ trợ tái định cư bằng tiền. Tuy nhiên hiện nay Cần Thơ không đủ quỹ đất để thực hiện quy trình đất đổi đất. Bên cạnh đó, một số hộ dân có diện tích nhà đất thu hồi cho các dự án đô thị không nằm trong mục đích đầu tư công kiến nghị được bố trí nền nhà tại khu dự án đã bị thu hồi.